đi qua phía bên này nè. Hồi nãy là mình ở đằng kia. Giờ mình đi qua bên này. Rồi, đang mình quay cái cảnh là mình đang đứng ở bên kia hồi nãy á. Hồi nãy mình ở bên kia. Ở cái chỗ mà xe cái dốc xuống á. Giờ mình đi qua đây. À, đây là gần cái chỗ nước ở phun nè. Đó, wow, đẹp kia chưa?